tinh bột. Có những thứ trong này không cần phải hiểu mà chỉ cần phải nhớ, bởi vì hiểu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ví dụ như cấu trúc của tinh bột mà em có nhìn thấy có những kính hiển vi em soi không? Thế mình không có kính hiển vi thì mình nhớ đâu. Thế thì cô Thành cố gắng làm cho người ta hạn chế cái việc mà mình phải học thuộc đến mức tối hiểu nhất. Thế chưa? Học thuộc một chút thôi. Một là mã cấu trúc, những phần nào hay thi thì để ra ghi. Tinh bột, cấu trúc của nó được cấu tạo từ các gốc alpha glucose. Được cấu tạo bởi từ các gốc alpha glucose chia thành hai thành phần chính. Hai thành phần chính. Cái này bắt đầu đến phần học thuộc. Làm nhiều mới nhớ. Amylose và amylopectin. Amylose và amylopectin, trong này là amylopectin chiếm thành phần nhiều hơn amylose. Amylose thì nhớ thành hai bát sau. Cái đoạn thứ nhất là mạch không phân nhánh. Nhớ nhá, nhớ đấy, không phân nhánh. Nhưng mà xóa. Nhìn con đẹp dai nhưng mà đào dốt. Đúng không? Xấu dai nhưng mà đào giỏi. Nó luôn như thế. Thế thì amylopectin thì đây để đẹp dai học dốt. Đây sẽ là phân nhánh. Nhưng mà sao? Không xoắn. Trời ơi, hay cho người ta một bài cứu được nguyên tức của mặt người ta một bài cứu. Không cho ai đều được cả một cứu đạt. Cường cứu đứa nào mà có đều hai cứu thì số phận nó lại hơi hợp biếu. Luôn luôn có được và có mất. Nào. Thứ hai ạ, là thằng gần amylose được liên kết với nhau bởi liên kết 1,4 glycosid. Còn amylopectin thì liên kết với nhau, ngoài liên kết 1,4 glycosid thì còn cả liên kết 1,6 glycosid. Đoạn này để cho thêm quả ghi dài lắm. Thì chung lại hỏi khi thi người ta chỉ hỏi này thôi. Cái này có bác mà như này hạn chế được yếu lượng tối đa. Và chắc chắn là khi hạn chế được tối đa vào cái này là không bao giờ được quyền quên. Có quên thì đến lúc cuối năm thầy làm trách nhiệm cho thì chúng ta lại nhớ lại luôn. Không thì phải lo hết. Xong nhá, phần chính nhá. Ai ra mã tính chất tổng lý. Thì tinh bột thì được cái thứ chúng ta vẫn là ngày hay ăn đấy ạ. Tinh bột có trong đâu ạ? Lúa, ngô, khoai, sắn. Đúng không? Nhưng bây giờ thầy hỏi em là trạng thái tự nhiên nó tồn tại là cái gì? Dạ. Hình dạng như nào? Không biết. Này hình dạng nào? Sao? Tồn tại trong hạt thóc. Hạt thóc thì gì? Câu. Hạt dẹp. Hả? Dẹp. Thóc. Gì? Eri. Hạt thóc thì gì? Hình con thoi. Đúng không? Trong hình rơi trong con thoi thì nó còn có nét uốn cong. Nhưng mà tình tượng nó như vậy. Bác ngô là gì? Đỉnh bọc. Bác củ khoai là gì? Củ sắn là gì? Củ tươi là gì? Thế vậy, vậy trung quy nhá. Trung quy là ở đây tinh bột nó là dạng vô định hình, thích hình gì cũng được. Đúng không? Em không biết là bột rồi. Khi mà chúng ta xay ra thì thành bột, đúng không? Bột gạo hoặc bột gì đó, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể nặng mọi hình mà. Đúng không? Còn vô định hình. Vô định hình. Vô định hình. Quên mất bọn này không phải tưởng thơ, không dữ dội, không biết gì. Không biết từ như nào, như là cái gì. Vô định hình bột. Thank you.
tính ta trong nước như thế nào? Không tan. Không tan thì làm sao có cơm ăn? Làm sao mà có bánh? Ta đâu thấy cái màu trắng trắng kia vô vô là màu gì? Đúng đúng trắng trắng đúng đúng. À, đây nhá, một ngày không tan trong nước này. Và tan ít trong nước nóng. Để nó tạo thành hồ tinh bột. Không biết ở lớp mình có bạn nào phải cắm cơm không? Thì bên ta nhìn thấy rằng là ở bên trong cái nồi cơm điện chúng ta ở phía bên ngoài nó sẽ có một cái hộp nho nhỏ xong chưa để được cái nước màu trắng đục đục đấy, thì đấy là nước cơm đấy ạ. Đúng chưa? Ừ, thì hơi nước thì nó hòa tan cái thằng tinh bột bên trong một ít, và bên trong nó thành hồ tinh bột. Công ty thì em để khoảng lâu lâu em cũng rửa cái đấy đi, cho cái màu sền sệt, đúng không? Đấy, đó chính là hồ tinh bột. Thì bọn em không được tiếp xúc nhiều, bọn em không biết là cái nén hương, nén hương mà người ta quất bằng giấy ở bên ngoài ấy, nhà của em chắc bàn thờ có hai loại hương, nhưng một loại hương không có quận giấy, một loại hương có quận giấy. Thì cái hương có quận giấy ở bên ngoài ấy, thì cái hương đấy là sử dụng cái keo hoặc keo của cái bộ đấy, chứ không phải là dùng keo 52 đâu. Keo 52 thì nó phát hành cái keo nhiệt ô in được chưa? Thế thì bây giờ thì có giải thích là giờ đây có đặt câu hỏi là thế cái nước mà trắng trắng đục đục kia không đã là nước gì? Nước gạo. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì là khi mà sát gạo thì là nó sẽ có rất nhiều phần màu tinh bột nó, và sẽ có rất nhiều cái tinh bột nhỏ đi đi đúng đủ đấy ạ. Nó bị làm sao? Nó bị thoát ra khỏi bên trong của cái đằng tinh bột to, cái đằng to. Thì bây giờ khi mà đang làm nước thì nó sẽ tan nhẹ nước. Thế chính vậy nên là khi em không gạo để khoảng gian lâu lâu thì cái đấy nó sẽ làm xuống, đúng không? Đấy, mình sẽ đấy. Còn là hồ tinh bột nó khác, em để vài gian lâu lâu nó không làm xuống, nó sẽ sệt. Khác nhau, hai đấy khác nhau. Đấy nhá, xong, có nhiều trong lúa, ngô, khoai, sắn, ba la mã. Tính chất học, ui cái đằng này học tính chất học sướng lắm. Tính chất học em thích, học tính chất học. Không hết. Một nhỏ này. Không tác dụng C1 này là ở mọi điều kiện nhá, ở cả điều kiện thường và cả lưu nóng nhẹ, ở cả điều kiện thường và cả lưu nóng nhẹ. Không tác dụng dung dịch bro, dung dịch KBRO4 hay là cả dung dịch AG4O3 trong một loại bàn. Ok, cũng không tác dụng hết, học này sướng không? Cái này nó chỉ có trong này thôi. Nhớ bằng này là xong. Tuy nhiên là có. Nó là gì ạ? Nó là polysaccharide được bổ sung bởi giám đốc alpha và glucose, liên kết bởi glycosid với hệ phân tích. Liên kết với glycosid là liên kết kèm về dễ bị phân trong môi trường acid. Acid có phản ứng không? Có một phản ứng.